Các bản tin nhanh 24/7. Lambretta Webster Quister mới dành cho những người thích phong cách cổ điển. Để kỷ niệm 70 năm thành lập, nhãn hiệu Lambretta của Ý đã vén màu Quister hoàn toàn mới mang tên là Webster. Và có thể nói, Webster chính là mẫu Quister mới đầu tiên ra đời ở thế kỷ 21 của hãng xe Lambretta đến từ nước Ý. Sự kiện ra mắt Webster đóng vai trò rất quan trọng đối với nhãn hiệu Lambretta. Vì vậy, hãng xe này đã mời tổng cộng 90 vị khách, bao gồm các nhà nhập khẩu, phóng viên và đối tác, đến từ 18 quốc gia khác nhau tới dự sự kiện ra mắt Webster. Thiết kế của Webster do liên minh của KTM, Husqvarna và Lambretta cùng nhau hợp tác. Kết quả của mẫu Quister này kết hợp hoàn hảo với kiểu dáng hiện đại và những nét thiết kế cổ điển, phù hợp với khách hàng là nam giới. Một điểm đặc biệt của mẫu xe này chính là tấm ốp hai bên sườn. Những tấm ốp này có thể sơn được bằng những màu sắc khác nhau. Bản thân kiểu dáng và vật liệu chế tạo ra những tấm ốp bên sườn của Lambretta Webster cũng được thay đổi được. Theo hãng Lambretta cho biết, chỉ ở phiên bản V50 sử dụng là phanh tăng chống ở phía sau. Hai phiên bản còn lại đều được trang bị phanh đĩa trên ở bánh sau. Trang bị nổi bật trên mẫu Lambretta Webster bao gồm đèn pha dạng LED, cổng sạc 12V, ngăn đựng găng tay, móc treo đầu, cốp lớn ở dưới yên, chân chống bên và đứng bù bần. Đồng hồ có được số, màn hình LCD với hệ thống kết nối Bluetooth. Tại riêng châu Âu, mẫu xe này có tới 3 phiên bản khác nhau gồm V50, V105 và V200. Lambretta Webster V50 sử dụng động cơ xăng đơn 4 kỳ làm mát không khí với dung tích là 49,5cc, tạo ra công suất đa là 3,5 mã lực, đồng thời đáp ứng được tiêu chuẩn Euro 4 đi kèm theo đề điện, giúp xe đạt tốc độ tối đa vào khoảng 45 km/h. Ở phiên bản V105 sử dụng động cơ tương tự nhưng có dung tích xăng 105cc, có công suất tối đa là 10 mã lực. Cuối cùng là phiên bản V20 dùng động cơ là 200 mã khối cho công suất tối đa là 12 mã lực. Tất cả kết hợp với chuyển động dây đai cùng với hộp số CVT. Và trong năm tới, hãng Lambretta dự tính sẽ tung ra phiên bản chạy điện cho mẫu Webster. Hiện giá bán của Lambretta Webster vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng rất nhiều khách hàng và phân phối tỏ ra vô cùng thích thú với mẫu xe này nên đã đặt hàng từ trước rất nhiều. Cảm ơn bạn theo dõi clip này và đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.